Ở phía sau đi xuống sườn đi được không? Bạn ngắn vậy được không? Đi được đây đi được đúng không? Giờ ngồi trình bày xuống đây đi trình bày sao ngồi xuống đi ra sau này đi. Chánh là một chuyện ngay cái này trước. Chuyện hồi nào tới giờ hả? Mới bị mấy mấy bữa nay à? Trời, tự nhiên đứng cái sườn cái đứng là đứng lên đứng lên à? Đứng lên sườn đi không được mà. Ai chỉ mà đây? Một lần anh nhỏ cháu nội nó cũng bị cái tai nè, hai tôi anh chỉ lại. Yeah.
đó được lắm. Rồi, đứng yên lên. Rồi, đi mà. Em nữa. Đi ra làm sao? Chứ tôi đi bình thường hả? À, đi bình thường nó mới vậy đó. Đi em rồi đó. Bữa ông đi sao? Đi có sướng. Đi đó ông đi vậy hay là sao? Đi vậy là đi không nổi. Đi hả? Ờ, đi là cái chân của chú bị đó vậy hả? Ông đi sướng. Hồi đó giờ ông đi sướng vậy đó hả? Không có, hồi đó có đi sướng. Ngồi đi. Hồi đó đi sướng. Giờ đi khỏe hả? Ngồi tự nhiên nó muốn bị sáng bị sụm xuống nữa, đứng ở sụm xuống nữa. Bây giờ đi có khỏe rồi, có khỏe ra. Đi khỏe ra. Đi lẹ quá. Không, đi lẹ được rồi. Rồi chút, rồi. Rồi. Còn đứng dậy thôi. Đứng dậy bình thường thôi. Tự nhiên ngủ thức gì rồi nó bị sụn sụm nhé, bị sụm cái giò nhé. Rồi ngồi lên. Rồi mặc áo rồi đi.